coi mắc cái gì nó nghe nó vậy? Là sao? Trời ơi, trên âm bi một nó nghe chứ. Trời ơi, tôi muốn bỏ đi thật xa. Skin này vẫn nó mượt gì hết. Mạnh điên, đội bên đây mạnh điên. Nhà điện tới khỏi cái lính nước ha. Cũng đúng. Sao chỉ mất ngủ vậy? Ôi đúp rồi mà. Hỏi chắc chắn là loại game tôi lại coi. Đậu xanh đúp lên rồi dính mất ngủ kìa. Loại game đúng không? Loại game nó đứng sau tường mà đâu đứng trước mặt đâu. Dính người mới bực đau. Trời ơi, tôi bực đúp trước khi nó sẽ e rồi. Ba người ta già gặp cái tường gió lùi lên hết hát.
Trời ơi, là nó cái pha đó là bật đúp trước rồi, với lại cho dù kiểu bật đúp sau nó vẫn vẫn được anh em ơi. Anh em không họ anh em chơi gia su nhiều anh em mới biết cái đúp này nên anh em để dính vô người, gần dính vô người anh em bật đúp cũng được nữa, tướng nó vậy mà. Nó lại nãy nó lỗi game. Gớt sao lại sợ đúp cái xong rồi nó quỳ cái anh g né chiêu gớ gì phải làm hết gì nữa, lóc chúng hai thằng g qua giết thằng giết ray xong giết luôn kia gì nữa. Mày cổng có luôn không à, không dám bay bay này qua đây. Đỡ. Có lính nào men, có lính nào men. Đẩy lên. Lính nào men. En luôn à. Chiến vậy, lính nào en. Lính đây kêu en luôn chết thôi. Kiểu gì cũng phải đẩy boss thôi. Mặc go mà. À, lướt cái mới cái tiếp luôn. Đúng kiểu lướt game một cách kiếp để lướt luôn. Đấy, té không gờ, té không gờ. Không, tôi phải muốn Yasuo cao bòi với anh em á. Yasuo cao bòi mới là tướng tụ sao phòng tập bị gì ấy. Ê quên ha. Ê quên có 15 mạng mà ta. Ê, quên luôn á.